Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, bất cứ ai cũng không thể xuyên tạc, bóp méo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thần thánh của dân tộc. Bởi đó là cuộc chiến tranh chính nghĩa, giải phóng dân tộc, đem lại độc lập, ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Chúng ta phải hết sức cảnh giác, đấu tranh và bác bỏ những luận điệu cố tình đánh cháo bản chất của cuộc chiến tranh nhằm kích động các phần tử chống đối, lực lượng tay sai phản động chống phá cách mạng nước ta và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, luận điệu sai trái của Trần Trung Đạo. Bài viết của Tâm Công đăng trên Nhân Văn Việt. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam là một trong những chiến công lớn của thế kỷ 20, là bản thiên anh hùng ca vĩ đại của chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là một trong những trang vàng chói lọi trong lịch sử đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Ấy vậy mà, Trần Trung Đạo lại tung ra bài viết nhìn lại chiến tranh Việt Nam, đòi xét lại lịch sử. Y xuyên tạc rằng, trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, người Mỹ không hề muốn cai trị người Việt Nam. Người Mỹ can thiệp vào Việt Nam là để giải phóng, chứ không phải để cai trị. Hay chiến tranh Việt Nam là cuộc nội chiến, huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam Bắc do sự khác biệt về lý tưởng cộng sản và không cộng sản. Từ đó, họ đi đến kết luận rằng, cuộc chiến tranh Việt Nam thực chất là không cần thiết và hoàn toàn có thể tránh khỏi. Những luận điệu này là hoàn toàn sai trái. Thực tế lịch sử đã chứng minh, mục tiêu chiến lược của Mỹ là quét sạch chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam và Đông Dương, biến nơi đây thành thuộc địa, một bàn đạp chiến lược để Mỹ thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới. Theo các tài liệu mới được giải mật của chính quyền Mỹ, ngày 27 tháng 9 năm 1948, trong một văn kiện của Bộ Ngoại giao Mỹ tổng kết tình hình Việt Nam và chính sách của Mỹ đối với Việt Nam, xác định mục tiêu lâu dài của Mỹ là thủ tiêu ở mức tối đa có thể được ảnh hưởng của Cộng sản ở Đông Dương. Mỹ muốn thấy Việt Nam và Đông Dương có một nhà nước dân tộc chủ nghĩa tự trị thân Mỹ. Ngày 30 tháng 12 năm 1949, Tổng thống Mỹ Harry Truman phê chuẩn một văn kiện của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, trong nó nêu rõ Đông Dương nằm trong khu vực bất khả xâm phạm của chiến lược Mỹ. Mục tiêu lâu dài của Mỹ là thủ tiêu ở mức độ tối đa có thể được ảnh hưởng của Cộng sản ở Việt Nam và Đông Dương. Mỹ muốn thấy ở Việt Nam và Đông Dương có các cái nhà nước chống cộng thân Mỹ. Để thiết lập chế độ thực dân mới ở Việt Nam, ngay từ những năm 50 của thế kỷ 20, cuộc kháng chiến chiến năm, Mỹ ra sức viện trợ quân sự, hà hơi tiếp sức cho thực dân Pháp, sau đó từng bước khất cảnh Pháp để chiếm đóng Việt Nam, độc chiếm Đông Dương. Sau thất bại không thể tránh khỏi của Pháp năm 1954, Mỹ thay chân Pháp xâm lược Việt Nam. Trong suốt 21 năm chiến tranh, Mỹ đã thay đổi 5 chiến lược quân sự khác nhau, chiến lược sau, thâm độc, xảo quyệt hơn chiến lược trước. Mỹ đã dựng lên chính quyền tay sai Việt Nam Cộng Hòa làm công cụ cho chiến lược thực dân ở miền Nam Việt Nam. Nguyên Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu từng cay đắng thú nhận rằng nếu Mỹ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau 3 giờ chúng tôi sẽ rời khỏi dinh độc lập. Còn Nguyễn Cao Kỳ, nguyên Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa, trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên số Xuân Ất Dậu năm 2005, cho biết Mỹ lúc nào cũng đứng ra làm kép chính, chúng tôi không có quyền lực và vai trò gì quan trọng. Vì vậy, nhiều người cho đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi chỉ là những kẻ đánh thuê. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta là cuộc chiến tranh chính nghĩa nhằm đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, thống nhất nước nhà. Như vậy, chứng cứ lịch sử đã quá rõ để khẳng định rằng, về bản chất, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam là cuộc đối đầu giữa nhân dân Việt Nam chống lại đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai nhằm giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước. Đó hoàn toàn không phải là cuộc nội chiến giữa hai miền Nam Bắc do xung đột về ý thức hệ như các luận điệu xuyên tạc lịch sử đang tuyên truyền.
bất cứ ai cũng không thể xuyên tạc, bóp méo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thần thánh của dân tộc, bởi đó là cuộc chiến tranh chính nghĩa, giải phóng dân tộc, đem lại độc lập, ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Chúng ta phải hết sức cảnh giác, đấu tranh và bác bỏ những luận điệu cố tình đánh cháo bản chất của cuộc chiến tranh nhằm kích động các phần tử chống đối, lực lượng tay sai, phản động, chống phá cách mạng nước ta và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.